Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 3,9 triệu tặng tên miền hosting hỗ trợ cài đặt quảng cáo miễn phí từ A đến Z liên hệ ngay hotline hiện trên màn hình để được tư vấn nhiều hơn. Xin cảm ơn. Loại quả siêu bổ dưỡng chỉ có 6.000 đồng trên kg ở Việt Nam quả cam chứa lượng lớn vitamin C có nhiều tác dụng với sức khỏe nhưng hiện tại có giá siêu rẻ do đang chính vụ. Những tháng cuối năm là chính vụ thu hoạch cam ở Việt Nam, lượng tiêu thụ chủ yếu ở thị trường nội địa. Hiện tại, giá cam thu mua ở vườn chỉ 2.000 đến 5.000 đồng trên kg. Ngoài chợ, giá cam sành từ 6.000 tới 10.000 đồng trên kg. Trong khi đó, loại quả này có giá trị dinh dưỡng rất cao, chứa nhiều vitamin và khoáng chất. Đáng chú ý nhất là vitamin C, chất chống oxy hóa hòa tan trong nước ngăn ngừa tổn thương tế bào, từ đó hỗ trợ phòng chống sự phát triển của các tế bào ung thư, giá trị dinh dưỡng. Một quả cam chứa gần đủ lượng vitamin C được khuyến nghị hàng ngày, mức cao nhất trong số các loại trái cây có múi. Mỗi quả có khoảng 60 calo, 12 giờ đường, 3 giờ chất xơ, 1 gam protein, 15 g CRB 70 mg vitamin C, vitamin A, B9, canxi, kali. Cam là nguồn cung cấp vitamin C đậm đặc có tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ và đóng vai trò trung tâm trong chức năng miễn dịch. Ngoài ra, vitamin C còn thúc đẩy quá trình hình thành xương, chữa lành vết thương và sức khỏe nướu. Cam cũng giàu vitamin B9, cần thiết cho quá trình tổng hợp ADN, hỗ trợ sự tăng trưởng và phát triển của thai nhi. Đây còn là nguồn cung cấp khoáng chất kali tuyệt vời, ổn định huyết áp, ngăn ngừa mất xương và chống lại bệnh tim và đột quỵ. Chứa nhiều chất chống oxy hóa. Chất chống oxy hóa trong cam như flavonoid, carotenoid và vitamin C ngăn ngừa tổn thương oxy hóa, chống lại các bệnh mãn tính, chẳng hạn như bệnh tim, ung thư và tiểu đường. Một nghiên cứu kéo dài 8 tuần cho thấy uống 750ml nước cam mỗi ngày làm tăng đáng kể khả năng chống oxy hóa. Đánh giá tương tự ghi nhận uống gần 600ml nước cam trong 90 ngày liên tục làm tăng khả năng chống oxy hóa ở 24 người trưởng thành có hàm lượng cholesterol và chất béo trung tính cao. Ngoài ra, trong nghiên cứu trên 4.000 người lớn, nước cam được coi là một trong những nguồn cung cấp chất chống oxy hóa hàng đầu trong chế độ ăn uống ở Mỹ, cùng với trà, quả mọng, rượu vang, thực phẩm chức năng và rau, ngăn ngừa sỏi thận. Sỏi thận là những khoáng chất nhỏ tích tụ trong thận, thường gây ra các triệu chứng như đau dữ dội, buồn nôn hoặc có máu trong nước tiểu. Là một hợp chất chua có trong trái cây họ cam quýt, axit citric cũng được sử dụng làm chất bảo quản tự nhiên. Theo web, cam có rất nhiều chất này và có thể làm thay đổi độ pH trong nước tiểu, ngăn hình thành sỏi thận. Một nghiên cứu khác trên 194.000 người cho thấy nhóm uống nước cam ít nhất một lần mỗi ngày có nguy cơ phát triển sỏi thận thấp hơn 12% so với những người chỉ uống một lần tuần. Cải thiện sức khỏe tim mạch Bệnh tim là một vấn đề nghiêm trọng, gây ra hơn 17 triệu ca tử vong trên toàn thế giới mỗi năm. Một số nghiên cứu cho thấy uống nước cam có thể làm giảm các yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim, chẳng hạn như huyết áp cao và tăng cholesterol, giúp trái tim của bạn khỏe mạnh. Dữ liệu của 129 người cho thấy uống nước cam trong thời gian dài làm giảm mức cholesterol toàn, toàn phần và cholesterol LDL xấu. Đánh giá tổng hợp 19 nghiên cứu ghi nhận uống nước ép trái cây có tác dụng giảm huyết áp tâm trương ở người lớn. Nước cam cũng được chứng minh làm tăng mức cholesterol HDL tốt ở những người có cholesterol cao, điều này có thể cải thiện sức khỏe tim mạch. Giảm viêm Viêm cấp tính là một phần bình thường của phản ứng miễn dịch để chống lại bệnh tật và nhiễm trùng. Tuy nhiên, viêm nhiễm cao trong thời gian dài góp phần vào sự phát triển của bệnh mạng tính bao gồm bệnh tim và ung thư. Một số nghiên cứu cho thấy nước cam có thể làm giảm chứng viêm và các vấn đề liên quan bao gồm phân tích kéo dài 8 tuần ở 22 người. Nguy cơ tiềm ẩn Hấp thụ quá nhiều vitamin C cùng lúc có thể cung cấp cho cơ thể nhiều chất xơ và đường hơn mức cần thiết. Bạn cần cẩn thận với tình trạng buồn nôn, nôn, tiêu chảy, co thắt dạ dày, nhức đầu và mất ngủ. Cam có hàm lượng axit cao có thể làm cho các triệu chứng của bệnh trào ngược dạ dày thực quản trở nên tồi tệ hơn. Nếu bạn đang dùng thuốc chẹn beta điều trị cao huyết áp và bệnh tim mạch, ăn quá nhiều cam dễ làm tăng lượng kali hấp thụ và dẫn đến tổn thương thận. Nếu cơ thể bạn giữ trữ nhiều chất sắt hơn mức cần thiết, vitamin C liều cao có thể bổ sung thêm chất sắt và làm hỏng các mô. Đối với nước cam, bạn có thể nhận thêm đường và mất đi chất xơ. Quá nhiều nước ép trái cây cũng có thể dẫn đến tăng cân, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đặc biệt là ở tuổi trung. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 3,9 triệu tặng tên miền hosting hỗ trợ cài đặt quảng cáo miễn phí từ A đến Z liên hệ ngay hotline hiện trên màn hình để được tư vấn nhiều hơn. Xin cảm ơn.